Và sau đây chúng ta sẽ đi vào cái hoạt động đầu tiên, đó là khởi động. Sau đây cả lớp cùng thực hiện với thầy bài khởi động. Đầu tiên là khớp cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khớp vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay cổ tay kết hợp của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xoay khớp gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Như vậy là bài khởi động của chúng ta đã kết thúc. Sau đây chúng ta sẽ đi tiếp vào phần tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ tiến hành ôn tập lại. Động tác thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Và chúng ta sẽ học động tác mới. Động tác tiếp theo sẽ là động tác thứ 7, động tác nhảy. Nhịp 1, bật nhảy, đồng thời tách hai chân khi rơi xuống, đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay chách thấp vỗ vào nhau. Nhịp 2, bật nhảy với tư thế chuẩn bị. Nhịp 3, bật nhảy vỗ tay lên cao. Nhịp 4, bật nhảy về tư thế chuẩn bị. Tương tự 5, 6, 7, 8 thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và như vậy là buổi học của thầy và các con đến đây là kết thúc. Thì thầy xin chúc cho tất cả các bạn có một tuần học đạt nhiều hiệu quả cao. Và nhớ là thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo.